Bà Phương Hằng chính thức khóa Facebook sau loạt ồn ào bóc phốt. Những ngày qua, bà Phương Hằng không ngừng khiến dư luận bất ngờ với những quyết định của mình, từ việc tuyên bố đóng quỹ từ thiện Hằng Hữu, cho đến vạch rõ ranh giới với IT Nhâm Hoàng Khang, rồi lại tuyên chiến với Master Vui Vẻ. Mới đây nhất vào tối ngày 27 tháng 6, nữ đại gia đã dứt khoát đóng trang Facebook cá nhân. Theo đó, nếu gõ tên Nguyễn Phương Hằng trên thành công cụ tìm kiếm của Facebook, sẽ chỉ còn những tài khoản ảo hoặc fanpage do nhiều người khác lập ra. Đặc biệt, động thái này xảy ra chỉ ít giờ sau khi vợ ông Dũng Lò Vôi tuyên bố sẽ xử YouTuber Master Vui Vẻ vì đã xúc phạm đến chồng mình cũng như nói xấu mình ít nhiều. Một số người yêu mến bà Hằng tỏ ra tiếc nuối trước quyết định này. Thật sự đến giờ này thương cô Hằng quá. Xin lỗi vì đã trách vụ cô NHK. Cả đời mạnh khỏe, vui vẻ và an yên cô nhé. Kiêu hãnh như một đóa hoa cho tụi ghen ăn tức ở nó lồng lộn, cuồn cuộn. Đẳng cấp của cô, tối qua trong live cô nói, cầm lên được thì buông xuống được. Có nhiều người chửi cô sống ảo, nhưng chắc gì tụi nó chịu bỏ Facebook mà nói người khác. Thời gian qua, bà chủ Đại Nam gặp không ít sóng gió. Bà cũng trình báo công an về việc nhiều tài khoản Facebook và YouTube đăng tải các clip bài viết có nội dung không đúng sự thật nhằm vu khống, làm nhục gia đình bà. Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đời sống gia đình của bà. Ngoài ra, quỹ từ thiện Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Y Dũng cũng gửi công văn đến ba bệnh viện lớn, tạm ngừng tài trợ các chương trình Trái tim Hằng Hữu và Giờ vàng cấp cứu từ tháng 10 năm 2021. Chưa dừng lại ở đó, sau khi thông tin vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 được đăng tải vào tối 25 tháng 6, nhiều người đã réo gọi tên bà Phương Hằng trên mạng xã hội, cho là quả báo mà bà phải nhận. Vào ngày 26 tháng 6, bà cho biết, sau một thời gian nữa sẽ khóa luôn Facebook và tạm biệt mọi thứ. Tôi sẽ có một bài cảm ơn sự cảm thông mọi người viết tặng tôi và giải tán hết giùm, cứ phải tìm cách này cách kia đưa câu chuyện đi xa quá. Mệt mỏi lắm, tất cả trả lại cho đất nước sự bình an. Các bạn làm và nói cho đã miệng và hôm nay tôi dừng lại tất cả, giải thể luôn. Bà chia sẻ. Động thái mới nhất này của bà Hằng khiến những ai yêu mến không khỏi tiếc nuối. Thời gian qua, những buổi livestream, những dòng status của nữ đại gia 50 tuổi luôn có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Đối tượng khán giả theo dõi bà ở đủ các độ tuổi, tầng lớp. Từ trung niên cho đến giới trẻ, từ người lao động tự do, chị em nội trợ, cho đến nhân viên văn phòng. Tất cả đều ngóng theo mọi nhất cử nhất động của bà. Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ thực sự trở thành cái tên được tìm kiếm trên mạng xã hội khi tố cáo thần y Võ Hoàng Yên lừa đảo ăn chặn 200 tỷ đồng tiền cứu trợ và xây chùa mà gia đình bà đã tài trợ. Sau đó, bà đã động chạm đến vô số tên tuổi nổi tiếng khác trong giới giải trí Việt, đồng thời phơi bày nhiều sự thật đáng kinh ngạc đằng sau vỏ bọc của nghệ sĩ. Trong các livestream hay dòng trạng thái, bà Hằng luôn có những phát ngôn thẳng thắn, không ngại đụng chạm đến bất kỳ ai, kể cả người nổi tiếng có nhiều fan. Tôi cấm giới nghệ sĩ, văn nghệ sĩ đến Đại Nam. Phát ngôn này cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ngoài những phát ngôn thẳng thắn, nữ đại gia sinh năm 1971 cũng không giấu giếm những thông tin liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Bà từng tâm sự trong một live rằng, sau khi về làm vợ đại gia Dũng Lò Vôi, bà từng đắm chìm trong tai tiếng. Sau đó, bà chia sẻ chuyện trong 15 năm qua, có nhiều người mong bà và ông Dũng bỏ nhau. Bà sẵn sàng nhường chỗ. Nhiều người mong muốn tôi với anh Dũng bỏ nhau mới thấy hải dạ. Chị em nào thấy tôi không xứng đáng thì ứng tuyển vào đi. Tôi đồng ý liền. Sắp tới là kỷ niệm 15 năm rồi, còn mười mấy bữa nữa đâu. Có khi tới đó hết hợp đồng nên tôi nói đó. Ai ứng tuyển thì ứng tuyển đi. Vị trí tổng giám đốc Đại Nam, bà chủ Đại Nam. Sống vô địa vị tôi đi. Ai muốn làm ứng cử, vô đi, vô tư đi, tấn công đi. Tôi bước qua cho bước thẳng vô luồng.